Đây, giờ mình đi thu hoạch nha mọi người. Đó, bỉ nha. Quá trời luôn. Quá trời luôn, trời đất ơi. Rồi bây giờ thì anh Phúc sẽ hái trái bí nha các bạn. Các bạn thấy không, gai lông lông quá trời. Lông lắm nè. Đó. Nhờ có lông mà rùi vàng không chích các bạn. Rồi. Xác luôn. Rồi đó, cái đầu ông ngoại mới rửa ha các bạn ha. Bố mà cái đầu rửa mấy cái lông nè các bạn. Lông gì vậy? Phấn cái này lấy lâu lắm á. Gai đậm đà không bố? Đâu có gì. Đó, ông ngoại rửa cái lông cho sạch để mình đem về Sài Gòn mấy các bạn, để mình ép mình uống với mình nấu bí đao quá ha. Đó, được một trái chút xíu đó, ông ngoại để qua bên đây một trái nè. Lắp này đã không đủ đâu, đi tới trái thứ hai các bạn ha. Bật đó, bắt đầu chuẩn bị đem qua. Ngoại bắt đầu, ngoại mới rửa tiếp đó các bạn. Rồi bây giờ mình chuẩn bị mình hái tiếp trái nữa nha. Trái thứ ba đã luôn. Rồi chuẩn bị bỏ vô thùng tiếp, chuẩn bị rửa. Cái này xưa người ta nói bí bỏ vô cho trong nước là sao đó hả? Thường bỏ vô mấy cái thạch nước nè, bỏ uống cho nó mát. Nước mưa mà bỏ bí vô nó mát lắm á. Rồi đây, đây tiếp tục một trái nữa đây, xác luôn, cắt xác cuốn luôn. Rồi đem qua cho ngoại đi, ngoại rửa. Tiếp tục trái quá trời luôn các bạn. Đây, các bạn ơi, bữa nay mình trúng mánh rồi mấy bạn ơi. Coi như là cái chàng này là hết bao nhiêu trái, nhiều không bố? Hổm đợt hổm mình ăn rồi tổng cộng tới giờ luôn bao nhiêu, mấy chục trái hả bố? Hơn 100 trái. Ôi hơn 100 trái, có một giây mà hơn 100 trái hả trời, khủng khiếp thiệt chứ. Quá trời đã luôn ha. Mình là chắc nhà mình uống, mình ăn nhiều nhất quá rồi, mình đã ăn rồi, chuẩn bị tiếp tục nữa, hái tiếp. Nãy giờ mấy trái là hết đếm luôn rồi. Ôi nó bự. Mà sao bố rửa bố không thấy đau ha. Rồi tiếp tục. Một trái đồ nó to quá. Nó to hơn cái tay mình nữa. Có thiệt là trên đây có một trái nữa nè. Ngay góc này có trái nữa nè bố ơi. Đây nè, một trái bự cho bá trên này luôn nè. Đó. Nhiều quá mà mình không mấy nổi luôn rồi, ngay trước mặt anh nữa nè. Trái này hơi nhỏ, để cho nó lớn từ từ đi. Thôi, già hết rồi đó. Dạ hết rồi. Cái này nửa trái kia. Mấy cái ăn muốn ăn no không? Nè, nó cụ trái này đi khổng lồ nè. Cái trái gì nó bự nữa các bạn. Khoan từ từ nha. Quay hết cái trái luôn. Thôi rồi. Cái trái nó bự rồi các bạn ơi. Chuỗi tay luôn. Chuỗi tay luôn các bạn. Thế cái 1, 2, 3, 4, 5. Trái này cũng rau sạch luôn á. Rau sạch đó nha. Trái 30 ngàn. Trái là 30 ngàn rồi đó. Đây, trái con cái này nó kìa. Dạ. Con tư, con sạch. Rồi, bố mình rửa từng trái luôn nè. Bự ghê luôn trời. Bự mấy lần quá trời tới này. Quá trời quá đất bự. Coi cái đếm mấy trái, kia 5 5, 6, 7 chắc mười mấy trái á bố ơi. Mấy trái á. 8 9, 10, 11 trái. Một trái trên vàng mấy trái nữa.
là ba trái nó 14 trái, ở kia trái nữa 15. 15 trái. Ghê không? Mình đem về Sài Gòn 11 trái các bạn. Rồi, đi. Ăn lòi le luôn. Đây, 1 2 3 4 5 trái một bên. Giờ mình qua đến bên kia. Này 1 2 3 4 trái. Đây còn một số trái nữa luôn. Vô. Cái này khổng lồ luôn. Wow. Ồ, cái trái nó bự. Trái này nó gần gấp đôi mấy cái kia. Cái trái bự. Ừ. Nặng quá. Nặng. Nó bự quá. Khổng lồ. Ồ, cái trái nó trời ơi trời. Nó bự. Wow. Đây là mười mấy ký á. À. Ờ, cũng 20 ký có. 20 ký á. Giống đi buôn quá cả nhà ơi. Giống đi buôn ghê luôn á. Rồi, phải ra ngồi ngắm tới bảy. Trời ơi. Ông xã bao sắc. Trời ơi, sắc đi. Ông đi chào đảo luôn. Muốn nặng hơn ký ông. Rồi tiếp tục thu hoạch đợt 2 là thu hoạch xoài nha mọi người. Wow, quá trời trái luôn mọi người ơi. Bên kia kìa chùm luôn kìa. Wow. Trên đây nè. Rách luôn cái vào shop đó đó. Cái này chứ bằng là như bằng vậy. Anh em kia về ngon á. À. Hay đó. Ô, ghê ta. Giữ ta. Vô. Cái này ngon lắm nè. Xịn sò. Ở trên nó vô cái bao trước. Thôi rớt bể uổng. Quay phim đâu có chụp được. Rớt. Trời ơi, xử lý luôn. Xử lý kết quả của trái xoài luôn nè. Trời ơi. Ngon quá. Thôi trái chua lắm, để coi trái này coi. Ôi, ngọt nè. Trời ơi, có trái xài nè. Trái xài, ê, cái bàn tay của mình nha các bạn. Nó hơn cái bàn tay của mình luôn. Hông tay của mình nè. Nè, nó bự hơn bàn tay của mình luôn. Nó bự lắm chứ bà, mà tay mình là tay đồ to á nha. Ủa, trái xài này cả tí mấy luôn không nội mẹ ơi, coi nè. Trời đất ơi, ui là trời ơi. Ôi, nó bự nè. Ờ, chị không nghĩ nó là trái xài mà chị nghĩ nó là trái gì ta? Trái thanh long. Trái thanh long, gắn như dây thanh long. Gắn như dây thanh long, trái thanh long nó bự kìa. Trời, đúng rồi, còn hơn, đúng rồi, con như xài tượng luôn á trời. Tôi nói là tôi nghĩ trái thanh long á. Ờ, nè, nhìn tưởng là trái thanh long nè, nằm chỗ cây thanh long nè. Là ghép vô đây nè. Ghép vô đây, trái xài ha, mới vừa hái luôn, cao nhất luôn. Đó, này gọi là xài ghép ha các bạn. Tôi ghép trời ơi, nó bự thiệt chứ mà. Ừ, nó bự. Bự luôn. Ừ. Bây giờ chiều về hay tối vậy? Giờ về luôn nè bố. Rồi ra xong chưa? Chưa. Trời ơi, cái trái xài đẹp quá mà. Chụp hình đi. Chụp hình đi. Hả? Mình gọi cho chị Nhung á, cho mẹ xem. Trời ơi, trái xong này nó đỉnh luôn á trời. Chụp bây gửi qua cho mẹ chị hai coi. Trời ơi, cái xài này mày tưởng nó trái bự. Qua từ từ đó cánh chụp hình chứ mày ấy. Rồi, ok. Trời ơi, trái xài. Quá trời, quá đất bự.